Kính chào quý khách ạ. Chào em, cho anh hỏi ở đây có Hương không nhỉ? Hương á? Ừ, đúng rồi, Hương xinh gái cao giáo mà lại còn ngoan hiền đấy. Hương tóc ngắn hả anh? Đúng rồi, đúng rồi. Hương có làm ở đây, nhưng mà anh là gì của Hương ạ? Anh đến đây để tìm hiểu Hương ấy mà. Anh muốn làm quen với Hương. Hiểu á? Sẵn đây anh có gói quà tặng em, coi như là lần đầu gặp mặt. Kẹo anh, chắc là đắt lắm. Em cảm ơn nhá. Không có gì đâu, quà cáp thì nó chỉ là một phần thôi. Em có biết gì về Hương không? Thì chỉ qua cho anh đấy, thông tin rồi số nhà các thứ ấy, càng kỹ càng tốt. Cái chuyện này nó đơn giản em mà anh. Anh thích á, em nói hết. Hương nhà anh. Nhà anh luôn. Trời ơi, anh thích con nhà người ta đến thế cơ à. Được rồi, thế thì em biết thông tin gì về Hương, cuộc sống của Hương như thế nào thì chỉ với anh với, để anh ghi chép lại luôn. Anh còn ghi chép vợ? Dồi ôi, tính anh nó cẩn thận ý. Có người yêu rồi và sắp lấy chồng. Hương có người yêu rồi. Cái gì? Ai nói? Tôi nói. Anh là ai? Sao anh lại có thể nói nhăng nói quậy như thế được? Ok, tôi nói nhăng nói quậy thì sự thật là Hương đã và đang yêu và sắp lấy chồng. Thế này là thế nào? Thế nào là thế này? Sự thật đi. Thế Hương... Mày nói thế. Hương... Đúng rồi, còn cãi à? Nhưng mà Hương bây giờ đang ở với ai? Hương có bạn trai rồi, đang sống thử ấy, là sắp cưới rồi. Đúng rồi, còn cãi à? Hả? Thằng nào? Thằng nào muốn biết là người yêu của Hương là ai và chồng sắp cưới là ai ấy gì? Đây thấy. Mày à? Này, bình tĩnh. Tôi nói anh biết nhá, Hương hoa đã có chủ, anh cao thủ đến mấy cũng không đập chủ được cướp hoa được đâu nhá. Cậu lại dám sống thử với nó? Tại sao cậu lại làm hư hỏng con bé hả? Ôi, anh nào nói gì thế? Sao anh lại nói em? Lùi ra! Bạn kia à? Bà giấu chúng tôi không? Bà có người yêu mà giấu chúng tôi đấy à? Người yêu nào? Đi về ngay. Tại sao mày bảo tao là mày lên đây mày học việc mày làm ăn mà mày làm như này hư hỏng hết người rồi? Ôi, để em làm gì mà anh bảo em hư hỏng hết người? Anh làm như này là làm xấu mặt em đấy. Mày cũng biết là xấu mặt à? Thế mày có nghĩ là mày đang làm xấu mặt cho gia đình, xấu mặt anh trai mày không à? Nhưng mà em làm cái gì mới được chứ? Mày đòi lên thành phố làm ăn, rồi mày đi học đâu ra cái thói gọi là sống thử, rồi mày bôi cho chắc cháu mà gia đình như thế hả? Ai nói với anh là em đi lên đây để sống thử? Em sống thử với ai? Ai nói? Còn ai vào đây nữa? Chính nó. Nó bảo là em sắp lấy chồng. Đâu? Đứa nào? Thằng này chứ còn thằng nào nữa? Chính nó. Nó bảo là em sắp lấy chồng, rồi lại còn sống thử với nó nữa. Thì anh Thành, anh nói em thế ra đã. Thì anh cứ tưởng là cái cậu này cậu ấy đến tán tỉnh gạ gẫm rồi làm ảnh hưởng đến công việc của em nên phải nói dối như thế. Sảnh quá cơ. Người ta chưa có người yêu thì có người đến tán thì việc gì mà anh phải ngáng đường? Tức là anh nói tôi thế thật á? Thì anh nói với bao nhiêu người rồi? Này, tôi nói cho anh biết nhá, anh cũng biết là tôi chưa lấy chồng, tôi còn chưa có người yêu nhá. Anh lại bảo tôi đi sống thử với anh thì là anh làm xấu mặt tôi, anh làm mất hết danh dự của tôi thôi. Thì anh lấy tư cách gì mà nói tôi như thế hả? Im không? Thế hóa ra là cậu này nói sai hết à? Sai hết anh ạ. Anh ơi, em nói sai nhưng mà anh làm cũng sai này. Mà anh tâm đặt đi, khổ quá. Đúng là có chuyện sống chung đấy anh ạ, nhưng mà chị Hương chị ở trọ nhà anh ý. Chứ vô tình nó thành sống chung thôi. Thì em nói đúng mà, thì em có phải là không nói đúng đâu. Đấy, cái tật ấy là do hại từ cái miệng của cậu đấy. Mà cậu nhá, cậu cứ cẩn thận đấy. Hương ơi! Anh thấy chưa? Anh có tư cách gì? Tư cách gì mà ngăn người ta đến tán chị Hương? Tư cách nếu mà trời tình. Đây rồi. Cách ăn ở, cư xử, biểu hiện, phẩm chất đạo đức của một người thì gọi là tư cách. Sảnh quá. Em thấy cái mặt anh là thích chị Hương lắm rồi đấy. Hả? Thích đúng không? Thích đâu mà thích thì em. Thích.